các môn đệ còn trốn về quê. Về quê làm gì? Thưa, về quê lấy vợ. Khi ấy các bà vội ra khỏi mồ, vừa lại sợ vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và lạy Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói chào các bà. Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Ca-li-lê, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Ta khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tay tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Sơn Tương Điền cũng như là cha xứ Bạch Long chỉ có là thành được. Ban ca làm giờ chầu cũng là thành, hát lễ cũng là thành, ngồi dự dưới nhà thờ cũng toàn là thành nhé. Ta nổ đặt tay để cảm ơn là thành nhé. Nói như vậy, để bắt cảnh chịu khó đi chầu là thành. Lười lắm. Ơi, mà thầy tôi về tôi để ý mấy năm nay, bắt cảnh đi chầu là thành mấy năm hầu như không có ai. Mà còn chầu nào ở bắt cảnh. Vâng lời cha bảo hạt, trân trọng lời mời của giáo sư Điển Thành, Bác Trạch đều tham gia đều hết. Vậy biết đây tên là Đạt Thành thì là Trung Thành nhé. Kính thưa quý cô ông bà và anh chị em, chúng ta phải nhìn nhận một điều này. Ngày nay khoa học rất phát triển, rất tiến bộ, và có thể nói là tiến bộ tột bậc, tiến bộ lắm. Và khoa học đã tiến tới một đỉnh cao, đó là cải não hoàn đồng. Có nghĩa là cái gì? Thưa, đó là cỡ như bà Cú Mơ này là bạn đấy. Bây giờ đi thẩm mỹ viện về là đang 80, trẻ chỉ như 60 thôi. Đấy, gọi là cải não hoàn đồng. Cho nên tất cả các bà, các cụ ở giáo sư Bắc Cảnh mà đi thẩm mỹ viện đó, mà năm nay 70 hoặc 80 về chỉ như gái 50, trẻ như thế, khoa học giỏi như thế. Khoa học làm được điều đó đấy, mà không ai phủ nhận. Đúng, khoa học ngày hôm nay ấy, các bà các chị là ngày hôm nay đi xăm môi rất nhiều, rồi là làm lông mày, đi spa đấy, nhìn trẻ lắm, nhìn chị nào bà nào môi tươi đâu rồi, và lông mi lông mày rất là đẹp luôn, trẻ. Nhờ đâu? Nhờ khoa học tiến bộ. Thế nhưng khoa học chưa làm được điều này, đó là cải tử hoàn sinh. Cụ mặt này không? Chưa có ai chết mà nhờ khoa học cho sống lại, và cũng chưa thấy ai làm cho người khác sống lại được. Thế nhưng trong lịch sử nhân loại duy nhất chỉ có một người, đó là Đức Giêsu Kitô. Trong lịch sử loài người, trong lịch sử nhân loại chỉ có một người nhé, chỉ có một người, đó là Đức Giêsu Kitô Nazareth. Nói rõ đó, Đức Giêsu thành Nazareth.
Ngài đã làm cho con gái của đấy, Ngài đã làm cho con gái của bà vợ thành nay dân chúng đang đưa đi chôn. Chúa cho sống lại, có đúng không không? Đấy, rồi chúng ta thấy là Chúa Giêsu còn cho Lazarus sống lại nhá. Đến nỗi mà người chị gái còn Lazarus còn nói là lạy thầy đã nặng mùi rồi à, cho nó mổ 4 ngày rồi, nặng mùi rồi. Chúa Giêsu ra khỏi mộ, đang tới mộ, bảo mọi người mở tảng đá ra và gọi Lazarus ra đây. Từ trong mộ bước ra luôn, chân tay còn vấn vải. Không chỉ thế, chính Đức Kitô sau khi đi vào hóa chết được an táng vào buổi hoàng hôn. Đức Giêsu được an táng 3 ngày trong mộ, được an táng vào buổi hoàng hôn. Thì khởi đầu ngày mới, Ngài đã sống lại. Đức Kitô trỗi dậy vào buổi bình minh của ngày thứ nhất trong tuần. Chúng ta thấy không? Ngày thứ nhất trong tuần và tiếp tục ngày hôm qua chúng ta thấy. Ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdala ra mộ biến Chúa lên. Cộng đoàn phục vụ thân mến, chỉ có Đức Kitô mới có thể phục sinh kẻ chết và cũng chính Ngài tự mình sống lại từ khỏi chết. Như lời của Chúa Giêsu phán trong Kinh Thánh Gioan, sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để đổi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy mất được, nhưng chính tôi tự hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đọc nguyên văn bài tin mừng
đây cũng gọi là cha là thành vào cái biển. Đang khi các bà lên đường thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão và sau khi bàn định, họ cho lính canh một số tiền lớn nhé, và bảo rằng các anh hãy nói rằng ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì muôn để ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tay tổng tấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông không để các anh phải phiền hà đâu. Đấy, giả xét với nhau rồi, bọn lính canh nhận tiền và làm y như họ căn dặn. Bởi thế lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho tới ngày nay. Xin lỗi, bố lắm. Hỏi nói hoàn toàn rất nghịch lý, mâu thuẫn với nhau. Chúng ta biết khi Đức Kitô chịu mai táng trong mộ, xin lỗi các môn đệ chạy mất dép và còn ẩn nấp trong nhà sợ người Do Thái, đúng không? Chúng ta đọc tin mừng chúng ta thấy, rồi sách Tông đồ công vụ cho chúng ta thấy then cửa cài chặt hết vì sợ người Do Thái. Vậy mà lính canh hôm nay, những người cầm quyền lúc bây giờ lại dàn xếp các lính canh là ban đêm khi chúng tôi đang ngủ thì muôn đề của ông đến lấy trộm xác. Đã ngủ rồi còn biết lấy trộm xác, đã ngủ rồi còn biết lấy trộm xác, có phải là công phạm nhau? Xin lỗi các môn đệ của Chúa Giêsu mà bén mảng đến ngôi mộ đấy, chỉ cần ngon men đến ngôi mộ đó, máy nó què cẳng ngay lập tức, đừng có đùa. Mà nếu đến đây á, gông cổ vào, nốt vào nhà để đá luôn. Thế mà giả bịa là đang đêm khi chúng tôi ngủ thì muôn đề của ông Giêsu đến đây trộm xác, có lạ. Nhiều có chuyện đấy, tương phản nhau. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, và bằng chứng Đức Kitô hiện ra với các môn đệ, và nhớ một điều là ngài cùng ăn cùng uống với các môn đệ nhé. Khi mà Chúa Giêsu hiện ra ở biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu còn nói là ngài các chú có gì ăn không? Họ nói là có cá. Ngài bảo mang lại đây chất than nướng cá ăn trước mặt các môn đệ luôn. Rồi chưa hết, chúng ta thấy không, những lần Chúa Giêsu hiện ra trên mặt biển này, các môn đệ còn la lên nhé, ma, các môn đệ ma. Đấy, Chúa Giêsu hiện mặt biển rồi, ma. Chúa Giêsu bảo, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ ngay, đừng sợ thầy đây, đừng sợ, ma đâu có xương có thịt như thầy. Bằng chứng có làm chưa? Và tin mừng ngày hôm qua còn nói Chúa Giêsu hiện ra với toàn dân nữa, chứ không chỉ là các môn đệ đâu. Và chúng ta thấy đã có lần ông Tô-ma, ông bà và anh chị em nghe bài tin mừng, đã có lần ông Tô-ma nghi ngờ Chúa Giêsu lắm, bởi vì mọi người cứ phao tin là Chúa Giêsu sống lại. Ông bảo với các môn đệ vớ vàng vớ vẩn, chuyện vớ vẩn. Thế rồi ông đi chắc là ra ngoài huyện Tiền Hải ăn thịt chó, không có nhà, cho nên là khi ông về thì các môn đệ bảo Chúa hiện ra với chúng tôi đó, ông vớ vẩn, chuyện vớ vẩn hoàng đường. Thế rồi là 8 ngày sau nhé, Chúa Giêsu hiện ra, Chúa Giêsu hiện ra, và Chúa Giêsu chỉ luôn Tô-ma, ngài Tô-ma đưa bàn tay ra, xỏ vào lỗ tai của ngài này, thập bàn tay mẹ giờ thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tô-ma có dám nói gì không? Tô-ma tắt tài luôn. Tô-ma lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói, này Tô-ma, vì con đã xem với thầy nên con tin,
ta có phúc lắm á. Cộng đoàn thân mến, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu chưa phục sinh, các môn đệ hoảng loạn nhé, các môn đệ hoảng loạn, xin lỗi, các môn đệ còn trốn về quê. Về quê làm gì? Thưa, về quê lấy vợ. Hai môn đệ trên đường em không? Nó đang đào thải về quê luôn, sợ. Thế nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus và vừa đi trên đường vừa đàng đạo kinh thánh, vừa đàng thoại kinh thánh cơ, nhưng mà mắt của họ bị che phủ không nhìn thấy. Từ khi Chúa Giêsu bẻ bánh, mắt của họ mở ra, quay quắt lại Jerusalem, quay quắt lại Jerusalem và nói với tông đồ cả Phêrô và các môn đệ rằng Chúa sống lại thật rồi, chắc vẫn đang luôn. Hai thằng em nhìn thấy nó này, bẻ bánh, cầu em ăn như này. Và chúng thấy rằng khi mà Chúa Giêsu sống lại như thế đấy, thì chúng thấy các môn đệ không còn sợ hãi nữa. Khi Chúa Giêsu sống lại và ban Thánh Thần cho các môn đệ không còn sợ hãi nữa. Các cửa nhà mở tung hết và các ông mới ra đi để loan báo tin mừng. Và lúc bây giờ ông mới ra khỏi cửa đường nhé, lòng hân hoan phấn khởi và đã chịu bị sỉ nhục vì danh Đức Giêsu Kitô. Lúc trước thì sợ, nhưng khi Chúa sống lại cái nào, các ông mới sẵn sàng làm chứng cho Chúa. Bằng chứng tôi nói là 12 ông thì một ông chối Chúa, và một ông bán Chúa không bán gì, còn 11 ông thì xin lỗi, 10 ông phải chịu phúc từ đạo. Chỉ có ông Gioan là không thôi. Nếu Đức Kitô không sống lại thì xin lỗi, với ông bằng chứng làm cái gì? Chúa Giêsu sống lại bằng chứng rõ ràng, cho nên ông sẵn sàng ra đi để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Chúa và chấp nhận đầu rơi máu chảy. Dạy gì mà xin lỗi Chúa Giêsu không sống lại? Dạy gì mà em chịu tử đạo? Em đi về quê đây, em về với đèn dầu nước riêng, em chăn mình chăn ngang cho ngon, việc gì về chịu tử đạo cho nó nhỏ. Đức Kitô đã sống lại bằng chứng để các môn đệ sẵn sàng ra đi để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, vậy thì Chúa đã sống lại, alleluia. Chúa đã sống lại, alleluia. Chúa đã sống lại thật rồi, thế còn chúng ta thì sao? Chúa đã sống lại rồi, thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải sống lại. Đức Kitô sống lại thì chúng ta cũng phải sống lại. Mà nếu Đức Kitô sống lại mà chúng ta không sống lại thì quả thật đi đạo cho nó vô ích. Bởi vì chúng ta thấy tất cả mỗi người chúng ta ngồi trong nhà thờ này, tất cả chúng ta đều được mai táng với Đức Kitô, tất cả chúng ta đều được thanh tẩy trong cái đích dưỡng rồi, chúng ta được mai táng cùng trên với Đức Kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ sống lại với Chúa Kitô. Đó là điều chắc chắn luôn. Cho nên chúng ta yên tâm đi làm, yên tâm lên thiên đàng, lên thiên đàng này dễ, nó xuống một cái cực khó lắm, cứ yên tâm mà sẽ làm. Cộng đoàn thân mến, xin cho tất cả mọi người chúng ta đều hân hoan hát bài ca mới. Đêm hôm qua chúng ta thấy tất cả cộng đoàn chúng ta đều hát bài ca mới, đều ca lên bài ca mới. Chúa đã phục sinh, alleluia. Chúa đã sống lại, alleluia. Thế nhưng bài ca mới đó chúng ta không phải chỉ hát trên bưu điện. Bài ca đó không chỉ là hát trên bưu điện, nhưng mà chúng ta phải hát bằng đời sống của chúng ta. Chúng ta phải hát bài ca mới bằng chính đời sống của chúng ta. Chúng ta hát bài ca mới đó bằng chính chứng từ lòng thương xót của Chúa ở giữa chúng ta. Và chúng ta hát bài ca mới đó bằng chính đời sống đẹp lòng Chúa. Đây mới là ý nghĩa của bài ca mới. Cộng đoàn thân mến, qua ngày lễ khai mạc tuần chầu lượt của giáo xứ đền thờ Bà Trạch chúng ta hôm nay, chúng ta cùng nhau để dâng lời tạ ơn Chúa. Như lời đọc lễ cha chủ tế nói, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và cùng nhau cất cao lời cảm tạ và cùng nhau hát.
biệt là anh chị em tự tỏ mà cha chủ tế vừa mời gọi cộng đoàn chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các anh em tự tỏ, anh em tân tỏ là những người đã cùng chịu 18 với Đức Kitô, và tuy là có thể là lớn về thể xác, lớn về thể lý, nhưng đời sống đức tin của anh chị em có thể nói là rất non nớt. Vì thế mà giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ anh em chị em tân tỏ. Xin cầu chúc cha Minh Sơn, cha xứ của anh chị em cũng như toàn thể cộng đoàn dân số để về bất cảnh hân hoan hát lên bài ca mới, hân hoan lao áo tin mừng và hân hoan làm chứng lòng Chúa thương xót đang ở giữa